giờ về nha. Không được phung phí để dành mà mua sách nha không? Sinh nhật vui vẻ. Dạ con cảm ơn ông. Đây, quà của ba mẹ cũng là tiền. Con thích được nhận tiền rồi đúng không? Dạ. Sinh nhật vui vẻ. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Sinh nhật vui vẻ. Em cũng có quà cho anh nữa. Chúc mừng sinh nhật nha. Wow. Cảm ơn Tâm Anh nha. Sinh nhật anh gì mà cũng không có một món quà nữa. Sinh nhật có gì to tát đâu. Bởi vậy đâu có dám hy vọng đâu. À, đây nè, người ta đưa kìa. Ồ, biết tặng quà nữa. Bài tập về nhà của em á, làm xong trả lại cho em nha. Cảm ơn. Bye, 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 bye. Bye. Ôi, xuống đi, xuống đi, xuống đi, xuống đi. Đau lưng quá, chơi trò khác đi. Chơi trò khác hả? Được. Hay da, hay da, hay da, hay da. Ây da, đau. Gì đau, hay da, hay da. Ê, ngồi đó thôi, đừng có đá được không? Hay da, hay da. Ngựa nè, ngựa ngoan, phải hí lên đi. Hí gì nè. Không có đâu, nghỉ đi. Hí, không nhanh ý. Lên. Thôi, 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 xuống, xuống, xuống. Nghỉ đâu đi. Đâu nhiều hơi. Không, không quý đâu. Đau quá, nghỉ đi. Muốn em hát nữa chứ gì. Có một tên đang ghét, yêu đồ đang ghét lo. Giỏi, hí lớn lên. Ăn cà rốt nè. Ngựa ăn cà rốt. Giỏi. Ủa, Hannah đang chơi trò gì vậy? Dạ, chơi trò ngựa chị. Ủa, con ngựa hả? Con ngựa gì mà sao chút xíu xíu à? Chắc ngựa non đúng không? Trời tôi. Em cũng nghĩ như chị ấy, nhưng mà có còn không? Ngựa, phải hí lên thì tao mới cho mày ăn cà rốt được. Giỏi, ăn đi. Nè, ăn xong đi nha, rồi vô học bài để học xong còn ra trường đua nữa nha, ngựa nha. Ngựa cướp đi, ngựa cướp đi. Ăn cờ gót nữa. Đừng có chụp. Ăn cờ nữa. Đừng có chụp. Mẹ nó nói đừng có chụp không nha hả? Thì không chụp, không chụp. Ăn vô học đó nha. Thí đi cắn. Rồi giỏi. Hay da. Hay da. Nè 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 nè. Hai đứa là cái gì vậy hả? Hả? Thả ta xuống. Ghế. Giỏi lắm. Lily. Li. Cái gì? Con nói cái gì? Nói giỏi lắm. Lily. Lily là cái gì? Lily là con ngựa mới của con. Con tên là Lâm Chi, nó tên là Luli. Cái gì lạ vậy? Nè, Nguyên, con có bị bất thường không? Bữa nay con chịu làm ngựa cho Lâm Chi nó cưỡi luôn đó hả? Sao vậy mà? Con giỡn với em bộ lạ lắm hả? Lạ lắm à? Lạ lắm luôn á. Luli, ăn lẹ lẹ lên, còn chơi nhiều trò khác nữa. Vui lên ơi. Hai anh em nó bị gì vậy? Chạy nó thân là vui rồi. Cấp, cấp, cấp. Anh Hai Viên gọi là ai gọi đó? Ai gọi đó? Tôi là Phan Đỗ Lam Chi. Có phải đây là nhà của Phan Đỗ Trạng Nguyên không? Đúng rồi. Mời cô vô. Mời cô vô. Dở làm cho em vui vui. Rồi sao nữa? Sao nữa là sao nữa? Sắp tới thì anh phải tiếp chứ. Tiếp. Nè. Anh phải nói mời cô Dùng. Mời cô Dùng. Cảm ơn anh. Nhâm nhâm nhâm. Hết rồi, đó tiếp đi. Uống nữa. Nữa. Alo, 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 alo. Alo. Hai, hai trả lời ơi. Alo, anh Hai, trả lời. Alo. Căng căng sợi dây ra miếng. Alo. 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 Có gì vậy? Đây. Dạ nó có gì đâu cậu. Alo. Alo. Trả lời điện thoại đi kìa. Alo.
Giờ anh trả lời không? Không đúng không? Có một tên đang ghen. Trả lời nè. Anh phải nói là alo. Alo. Đây có phải là nhà hàng Cung Đình Huế phải không? Đúng rồi, đây là nhà hàng Cung Đình Huế. Cô muốn ăn cái gì? Một tô bún bò, lên lầu, nhiều rau, rau trụng nha. Alo, cho hỏi, có cô Tâm Anh ở đó không? Dạ, đúng rồi, tôi là Tâm Anh đây. Cô dạ. Tâm Ý gọi cho tôi cái chuyện gì không? Tôi là Tâm Ý, cho tôi hỏi là cô Tâm Anh có khỏe không? Ừ, tôi rất là khỏe. Còn cô Tâm Ý thì sao? Đưa cho tôi cái đồ đáng ghét. Ơi, của mình mà. Đưa cho tao. Của mình mà. Của tao mà. Của mình mà chị ơi. Ở trong nhà tao là của tao, tôi cũng muốn chơi trò điện thoại. Muốn chơi thì tự làm chơi đi, sao mà giành của Tâm Anh? Buông ra đi mà. Hai người không chịu đưa chứ gì? Có một cái điện thoại thôi mà cũng làm thấy mà ghê. Được rồi, Lam Chi này không được chơi thì cũng không ai được chơi hết. Em có làm cái gì vậy? Em làm cái gì? Yeah. Ok ok, đừng chơi nha, ok. Lên luôn, lên luôn. Anh Hai ơi, em mới chế ra cái alo này hay lắm nè. Hay lắm á, thiệt thiệt. Em đứng từ xa mà anh Hai alo anh vẫn nghe luôn á. Nhờ sợi dây thần kỳ này nè. Này nè. Hai, Hai, chơi với em nha. Ok. Ok luôn. Sợi gì? Bắt đầu. Alo. Alo, có anh Hai đó không? Alo, alo. Hai, nói đại đi. Nói gì cũng được hết trơn á. Nói đại. Nói đi. Tào lao. Ô, nghe rõ chữ tào lao luôn. Hai, Hai, Hai. Nói tiếp đi anh Hai. Nói gì cũng được hết trơn á. Đúng là đồ khùng mà. Ô, giờ cái alo này nghe rõ chữ đồ khùng luôn. Nói tiếp đi anh. Nói đại đi. Nói gì cũng được hết trơn á. Không cần phải chính xác đâu. Nói đi. Alo, alo. 123, 123. Chim sẽ gọi đồ bàn, chim sẽ gọi đồ bàn. Alo. Ê, ngày mai có kèo đi coi ca hát á. Tôi lấy vé rồi nha, đừng có quên á. Nhớ rồi. Ủa mà ai hát vậy? Nghe nói có nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm. Có Sơn Tùng MTP nữa đó. Ghê vậy. Ừ. Gì? Có Sơn Tùng MTP nữa hả? Gì vậy? À. Hồi nãy anh nói là ngày mai có chương trình có anh Sơn Tùng diễn hả? Ờ, nghe thông báo vậy. Ôi yeah, ôi yeah, ôi yeah. Hai anh đi, hai anh cho em đi với. Ngày mai á, có chồng tương lai của em diễn nữa. Ê, anh, nếu em muốn nhập chồng của em thì em xin vé bác anh chắc là có. Nhưng mà á. Được, 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 tất nhiên là được rồi. Được, 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 nhất định là được. Ê, nha. Muốn đi đến vậy hả? Dạ đúng rồi, em rất 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 muốn đi. Rất là muốn đi. Không được. Ai cho em đi đây mà. Đi mà. Em muốn gặp chồng tương lai của em. Em đi mà. Em hứa với các anh, tuyệt đối em sẽ ngoan ngoãn nghe lời các anh. Và em sẽ yêu các anh. Xong chưa? Sắp xong rồi bạn. Ê, mà tôi nghĩ không ấy cho Lâm Chi đi theo đi. Chứ không cho nó đi nó la âm sùm á. Bạn làm như bạn không biết tính nó vậy. Cái con nhỏ đó mà đi chỗ đám đông, nó kêu đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Rối lắm. Nghĩ tới hồi hay ớn rồi. Nói vậy á, làm cho nó đi thiệt hả? À, mà giờ nó đang ở trong phòng, mình phải tranh thủ đi đi. Nhớ là nhẹ nhàng chứ. Đi đi đi, xong xong. Đi. Ủa? Sao giờ này hai anh mới xuống? Mình phải đi sớm để giành chỗ gần sân khấu nhất mới được. Ôi, bạch mã hoàng tử của em ơi, em tới đây. À, hay anh có mang vé của em theo rồi đúng không? Ờ, có. Hỏi thiệt tính. Bây giờ tính sao đây? Hỏi sao? Bây giờ bạn đi ra ngoài trước đi để tôi tính cho. Nè nè, nè hai anh mang vậy đi. Đó, mang vô lẹ lẹ, mang lẹ lẹ nha. Ờ, anh đi trước nha. À, Lâm Chi ơi. Hả? Tâm Anh thật sườn kìa. Gì? Đâu? Đó. Có đó. Ủa? Hai anh đâu rồi? Ê! Trời ơi! Trời ơi! Tính mà
gì nó dí theo kìa. Cái gì? Sao chạy nhanh vậy? Dính chặt vô bạn. Bây giờ sao bây giờ? Đợi em chứ. Anh đâu ngoài em gì? Sao rồi bạn? Con mẹ nó mất tiêu rồi. Nhỏ này chạy ghê thiệt á. Tới đó hả? Đừng có thường làm chi này. Đây là đâu vậy trời? Đau chân chết luôn. Nó bụng á. Ê, chào chị. Là em. Để tôi dọn cơm cho hai cậu nha. Dạ. Ủa mà Lâm Chi đâu? Lâm Chi đâu? Ủa giờ là nó chưa về nhà hả? Ủa đâu có. Em thấy Lâm Chi khoe với em là đi coi ca nhạc để gặp Sơn Tùng mà. Chứ Lâm Chi không đi với hai anh hả? Hồi chiều tôi cũng thấy nó đi theo hai cậu mà. Thôi chết rồi. Tôi với ông Chi là kiếm nó. Đi. Mới bay lớn à mà ăn quịch rồi hả? Trong mình không có tiền mà đòi ăn thịt nướng là sao? Sao bà dám đánh con hả? Đồ đáng ghét. Cái gì mà đáng ghét? Ăn quịch mà còn hỗn láo nữa hả? Làm chi? Làm chi? Làm chi? Con không có được gì nữa nha. Làm chi? Con á. Làm chi? Đi đâu vậy? Anh hai ơi, cái đồ đáng ghét này nè, dám quýnh cho tay em á. Ủa sao tự nhiên mà đánh em con vậy? Cái cô bé này nè, nó vô quán tôi nó ăn hết 8 phần thịt nướng mà nó không trả tiền. Anh hai, móc tiền ra trả cho bà sợ. Dạ, để con trả cho. Bao nhiêu vậy bà? 2.4 triệu. Cái gì? 2.4 triệu? Một mình nó mà ăn 2.4 triệu hả? Chỉ là số lẻ, em còn có thể ăn thêm được nữa đó. Thôi im đi. Nhưng mà bà ơi, ở đây con còn có 1.3 triệu với mấy chục ngàn à. Đi theo chi cho khổ vậy trời. Thôi chốt em chi cho giờ em khổ vậy trời. Nói nữa. Ê cẩn thận cùi lửa, cẩn thận cùi lửa. Chào quý khách ạ. À, đây được nóng nha. Cẩn thận. Rồi dạ chú quý khách ngon miệng ạ. Dạ. Ê nước sôi. Nước sôi. Em mời cho chị cái nước tương nha. Dạ. Chị Bảy ơi, chị Bảy khách bàn số 5 thêm nước tương nha. Trời ơi con nhỏ mà giọng khỏe quá ta. Giọng em còn lớn hơn nữa chị. Chị, khi mà thịt chín á thì chị phải ăn liền chứ đừng để nguội. Khi mà để nguội á thì thịt sẽ rất là dai. Chúc quý khách ăn ngon miệng. Ngon em nha. Chị Bảy, khách bàn số 5 còn nước tương nha. Nhỏ dễ thương quá chị ha. Dạ tụi con xin lỗi. Anh hai ơi, mình đi taxi về nha, chân em đau quá. Tiền anh trả nợ cho em hết rồi, tiền không đi taxi, chỉ cần đi xe buýt thôi. Ôi em không đi xe buýt đâu. Không đi thôi đi bộ đi. Sao chưa chịu về? Đến đây luôn hả? Tại chân em đau quá, cõng em à. Dẹp đi. Không tin luôn á. Cái bụng có chút xíu à. Mà ăn 8 phần xương của người ta. Kỷ lục của em là 8 phần rưỡi rồi. Hay quá, còn chả treo nữa. Em thử như vậy một lần nữa coi. Coi anh có bỏ mặt em không? Không biết sao hai đứa mình là anh em nữa.
nhìn một trời một vực, chả giống chút nào hết. Người ở ngoài nhìn vô tin hai anh em ruột có sợ. Cái gì vậy?